trận Ông Thành, Sư đoàn 9 quân giải phóng làm thịt Trung đoàn Sư tử đen Hoa Kỳ. Trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, tất cả các trận đánh dù lớn, nhỏ đều được lịch sử của cả ta và địch tường thuật lại dù ít, nhiều, trở thành những nguồn tư liệu quý báu cho thế hệ sau này nhận thức rõ ràng về tội ác của chiến tranh và cái giá của hòa bình là không bao giờ rẻ. Từ đó giáo dục lòng yêu nước và tinh thần cảnh giác trước bè lũ sâu mọt chống phá. Tuy nhiên lại có một trận đánh rất ít được nhắc đến trong các tài liệu của ta và ở Mỹ thì mãi sau năm 1991 mới được công bố rõ ràng. Dù sau này trận đánh còn được làm hẳn thành phim tài liệu. Trận đánh mà Mr. Sway đang muốn nhắc đến ở đây chính là trận Ông Thành, diễn ra vào năm 1967. Đây là một trận đối đầu không khoan nhượng giữa Sư đoàn 9 quân giải phóng của ta và Trung đoàn có cái tên rất kêu của Mỹ, Sư tử đen. Đặc biệt trong trận đánh này, quân giải phóng của ta đã thành công trong việc làm thịt những con sư tử đột biến này, khiến đại đa số chúng, một là chết, hai là ngắc ngoải. Vậy tại sao một trận đánh có thể gọi là lớn như vậy lại có rất ít tư liệu đề cập đến? Để đi tìm hiểu nguyên nhân, 500 anh em hãy cùng xuôi theo dõi tiếp video ngày hôm nay của Ngược dòng lịch sử anh em nhé. Trận Ông Thành là một trận đánh diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 1967 tại khu vực suối Ông Thành thuộc huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Dương, cách Sài Gòn 60 km về phía Tây Bắc. Theo các tài liệu của Mỹ thì đây là cuộc đụng độ giữa tiểu đoàn 2, trung đoàn 28 hay thường được gọi với cái tên là Sư tử đen, Sư đoàn 1 bộ binh quân đội Hoa Kỳ với Trung đoàn 271, Sư đoàn 9 quân giải phóng miền Nam. Còn theo đại tá Võ Minh Chiết, chỉ huy quân giải phóng trong trận này thì thực chất đối đầu với Sư tử đen của thằng Mỹ chỉ có hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 quân giải phóng mà thôi. Với quy mô này, đây được xếp vào hàng những trận đánh lớn, nhưng tư liệu lịch sử của ta lại rất ít khi nhắc tới. Sở dĩ có điều này là vì trận đánh diễn ra bất ngờ ngoài dự tính. Theo đại tá Chiết thì đơn vị của ông bất ngờ chạm địch khi đang hành quân chuẩn bị cho một chiến dịch khác. Về phía Mỹ, người dân cũng không hề biết đến sự tồn tại của trận đánh này cho đến năm 1991 khi chính phủ Mỹ chính thức công bố rộng rãi. Chính vì vậy, để cho anh em hình dung được rõ ràng, xuôi sẽ đi từ từ, cụ thể từ bối cảnh, diễn biến cho đến kết quả của trận đánh này, anh em nhé. Đầu tiên là bối cảnh thì vào khoảng tháng 10 năm 1967, Trung tá Terry Allen, chỉ huy trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 28 Sư tử đen nhận nhiệm vụ càn quét, tìm và diệt Việt Cộng tại một số khu vực nằm giữa Sài Gòn và biên giới với Campuchia, trong đó có khu vực Tây và Bắc thị trấn Lai Khê. Sư tử đen chọn đóng quân tại Lai Khê để thực hiện nhiệm vụ vốn là một phần của chiến dịch Shenandoah 2. Ngày 8 tháng 10, tiểu đoàn của Trung tá Allen nhận được tin tình báo rằng Việt Cộng đang ẩn nấp tại khu vực gần Trơn Thành. Như bắt được vàng, gần như ngay lập tức, ba đại đội của tiểu đoàn là Alpha, Bravo và Delta được lệnh di chuyển bằng máy bay trực thăng 21 km về hướng Tây Bắc Lai Khê. Còn đại đội thứ tư của tiểu đoàn là Sharkley được điều đi hỗ trợ ở mặt trận khác, bảo vệ đường tiếp vận cho đoàn pháo binh 15 của chúng. Đến Lai Khê, Alpha, Bravo và Delta của tiểu đoàn 2 đóng quân ở khu vực ngã ba suối Ông Thành, một vùng có nhiều cây cao và bụi cây đan xen rất dày, có nhiều con lạch nhỏ, và chúng gần như ngay lập tức phát hiện ra dấu vết của quân ta. Chúng chắc mẩm, quân ta chỉ đang quanh quẩn ở đâu đây chứ không phải là nơi nào khác. Bởi vậy chúng lấy ngã ba suối Ông Thành làm trung tâm, tổ chức lùng sục xung quanh. Đến ngày 16 tháng 10, Sư tử đen đã chính thức đấu súng với một phần của Trung đoàn 1 quân giải phóng mà phía Mỹ gọi là Trung đoàn 271 do Trung tá Võ Minh Chiết chỉ huy. Theo Trung tá Chiết, trung đoàn của ông đang trên đường hành quân cho một chiến dịch khác thì hết gạo ăn và phải dừng lại chờ đoàn 83 đưa gạo đến tiếp tế. Việc trung đoàn của ông phải đụng độ với Trung đoàn Sư tử đen của thằng Mỹ ngay tại khu vực đóng quân chờ tiếp viện lương thực là hoàn toàn bất ngờ và không thể tránh khỏi, dù quân lính của ông đã tìm cách ẩn nấp và cố gắng tránh đụng độ với chúng. Cho đến sáng ngày 17 tháng 10, khi trận đánh diễn ra, trung đoàn của ông đã hết gạo ăn đến 6 ngày. Dù Trung đoàn 271, Sư đoàn 9 đang ở trong tình thế gặp muôn vàn khó khăn khi không có thực nhưng vẫn phải cố để vực đạo, Trung tá Chiết biết một trận đối đầu giữa hai bên là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, trước trận đấu chính thức một ngày, chính là vào đêm ngày 16, thằng Mỹ đã huy động B-52 ném bom khu vực suối Ông Thành để mở đường cho một trận càn mới vào sáng hôm sau. Dù có nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là từ chỉ huy đại đội Delta là Trung úy Cloud Welch cho rằng việc dàn quân đối mặt trực tiếp với quân ta là khá nguy hiểm, nhưng tiểu đoàn trưởng Allen vẫn quyết định mở một cuộc hành quân bằng bộ binh vào thẳng nơi quân ta đang ẩn nấp. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 10, trận đụng độ trực tiếp giữa hai bên cuối cùng cũng xảy ra. Trong khi đại đội Bravo ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ doanh trại dã chiến, thì Trung tá Allen cùng 9 sĩ quan chỉ huy khác và hai đại đội Alpha và Delta, tổng cộng khoảng 160 người, trực tiếp mở cuộc hành quân để giáp mặt tiêu diệt cứ điểm của ta. Họ đi xuyên qua vùng cây cối rất rậm rạp, di chuyển khá khó khăn, chỉ được khoảng 800 mét sau 2 giờ đồng hồ. Đại úy Jim York, chỉ huy đại đội Alpha nói:
Chúng tôi không nhìn hay nghe thấy đối phương, nhưng họ lại ở ngay xung quanh chúng tôi. Đại đội Alpha đi trước dẫn đường, tiếp sau bọc hậu là đại đội Delta cùng với 10 sĩ quan chỉ huy. Thằng Mỹ ước tính quân ta có quân số của một trung đoàn là khoảng 1.400 người. Bây giờ là một phép tính đơn giản thì chúng kêu ca rằng trong trận Ông Thành, chúng đã phải chống lại quân ta với tỷ lệ 1 đấu 10. Tuy vậy, theo đại tá Chiết trả lời phỏng vấn đài PBS trong cuộc phỏng vấn vào năm 2005, ông nói tham gia vào trận đánh hôm đó chỉ có 2 tiểu đoàn của trung đoàn 1 với quân số không đầy đủ, tổng cộng khoảng 600 người chứ không phải là gần 1.400 như chúng rêu rao. Quân giải phóng đã dự định được cuộc càn quét này nên ta đã tổ chức phòng thủ từ vài hôm trước với những công sự cá nhân, hầm trú ẩn tránh bom và cả những vọng gác bằng chính những cây cao rậm rạp, nơi mà họ trèo lên đó, ngụy trang và chờ thằng Mỹ xuất hiện là tiến hành làm thịt ngay. Khoảng 10 giờ sáng, đại đội Alpha bất ngờ dừng lại. Họ nghi ngờ và cho người đi tìm kiếm dấu vết của ta. Cùng lúc này, họ phát hiện thấy dấu chân người và cả bóng người thấp thoáng sau những lùm cây. Đúng lúc này, một loạt những tiếng gõ mạnh được truyền qua lại giữa những thân cây gỗ, và khi chúng nhận ra đó là hiệu lệnh phát động tấn công đồng loạt của ta thì đã quá muộn. Trung đội tiên phong của đại đội Alpha hứng chịu hỏa lực đầu tiên của ta đến từ các vị trí súng trường cá nhân, súng máy mặt đất, súng phóng lựu RPG và cả mìn Claymore. Hỏa lực bắn về phía thằng Mỹ từ khắp mọi nơi, thậm chí từ trên những cây cao bắn xuống, nơi quân ta đã khéo léo ngụy trang và ẩn nấp. Người đầu tiên tử trận phía Mỹ là Lynn Brinden, anh ta bị giết chết bởi 6 viên đạn trên người. Trung đội trưởng Johnson bị bắn đến chết bởi gần 100 phát đạn. Lính cứu thương Tom Hinger vụt chạy dưới làn đạn để cứu chữa những người bị thương, trong khi một số khác chưa đến vị trí thích hợp để bắn trả. Số khác cố gắng bò thấp để cứu đồng đội ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đại úy George điều trung đội thứ 2 lên tiếp cứu, nhưng cũng chỉ trong ít phút, trung đội này cũng bị thiệt hại nặng. Lính tiền tiêu, lính điện đài và lính trinh sát đều bị giết. Một lính của ta cầm một trái mìn Claymore xông thẳng vào nhóm lính Mỹ nơi đại úy George đang đứng và kích cho trái mìn nổ tung. George bị thương nặng và ngất đi. Vài lính Mỹ chết và bị thương nằm xung quanh George. Chỉ ít phút sau khi súng nổ, đại đội Alpha đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến lượt đại đội Delta được tung vào cuộc chiến. Họ vừa đưa những người bị thương về cứu chữa, vừa thay thế từng vị trí của đại đội Alpha đã bị tiêu diệt để chiến đấu. Hỏa lực của ta giờ dồn cả về đại đội Delta, từ phía trực diện và từ sườn bên phải, rất gần, chỉ khoảng 10 đến 20 mét. Quân ta nấp kín trong từng vị trí, trong khi quân Mỹ hoàn toàn thiếu sự che chắn. Không hiểu đánh đấm kiểu gì mà cứ phơi mình ra trước hỏa lực của ta như kiểu lâu rồi không được ăn đạn hay sao ấy. Đại đội Delta không thể tiến lên. Chúng nấp lại tại vị trí chiến đấu, sau từng lùm cây và sau bất cứ thứ gì có thể tránh đạn. Cùng lúc, đại tá Chiết tung tiểu đoàn dự bị đánh mạnh vào sườn phải của thằng Mỹ. Lính phóng lựu Bin Maggard sau đôi chút hoảng sợ đã nấp lại sau gốc cây. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của ta đang chạy đến gần gốc cây nơi anh ta đang nấp, rồi lại chạy ra xa để tìm anh ta. Lấy lại được bình tĩnh, Maggard đã tiêu diệt một lính bắn tỉa của ta bằng một phát M79. Lính trinh sát của đại đội Delta là Harold Durham đã tìm cách gọi pháo binh hỗ trợ. Ban đầu yêu cầu này bị từ chối vì chỉ có đại đội Alpha là đại đội dẫn đường mới được phép gọi pháo binh hỗ trợ. Durham khẳng định qua điện đàm rằng đại đội Alpha đã bị đối phương tiêu diệt hoàn toàn và giờ đây đại đội Delta đang chiến đấu mới là đại đội chủ lực dẫn đường để được quyền gọi pháo binh. Sau đó yêu cầu của Durham được chấp thuận, nhưng anh ta đã bị giết ngay lập tức bên chiếc điện đài quen thuộc của mình khi đang định vị vị trí cho pháo binh. Trận chiến kéo dài đến 2 giờ đồng hồ như một cơn ác mộng đối với những chú sư tử đen. Toàn bộ 10 sĩ quan chỉ huy, trong đó có trung tá Allen, đều tử trận. Trung sĩ Lee Price chết gục trên người đại úy George. Trung úy Welch, đại đội trưởng đại đội Delta bị thương. Ông trườn đến bên cạnh trung tá Allen bị thương nặng trong cơn hấp hối. Welch nói được vài lời cuối với Allen rồi ngất lịm đi cho đến khi ông được quân Mỹ cứu về và tỉnh lại tại bệnh viện Long Bình. May mắn giữ được tính mạng trong trận Ông Thành, nhưng cuối cùng trung tá Allen cũng không thể thoát khỏi kết cục nghiệt ngã nhất của chiến tranh, đó chính là tử trận. Theo lời vợ ông thì bà được thông báo sau đó là họ không tìm thấy xác của chồng bà. Cho đến khi trung tá Chiết ra lệnh ngừng bắn và rút quân, giao tranh mới chấm dứt. Theo ông Chiết, khi đó quân của ông đã nhận thấy toàn bộ quân Mỹ đã bị tiêu diệt và hỏa lực của họ đã tắt. Lính của ông đi kiểm tra, thu dọn chiến trường trước khi rút đi theo lệnh của ông. Điều này được Trung úy Welch xác nhận trong cuộc gặp gỡ với ông Chiết vào năm 2005 để thực hiện bộ phim tài liệu Two Days in October của đài PBS. Trên thực tế, 64 binh lính và sĩ quan Mỹ đã tử trận, hầu hết số còn lại đều bị thương nặng. Theo đại úy George, thương vong sẽ còn cao hơn nếu đại đội Alpha ban đầu không dừng lại tại nơi họ phát hiện dấu chân của quân ta. Nếu chúng tôi tiếp tục tiến thêm, có lẽ toàn bộ chúng tôi đã bị tiêu diệt, ông nói. Năm 2003, trận đánh này đã được David Maronis chuyển thể vào tác phẩm They March Into Sunlight của mình. Năm 2005, đài PBS của Mỹ đã công chiếu bộ phim tài liệu mang tên Two Days in October
nói về trận đánh này, với những thước phim thô được quay vào thời điểm diễn ra trận đánh và những bài phỏng vấn với những binh lính và sĩ quan chỉ huy trực tiếp tham chiến của cả hai bên. Từ đó những thông tin về trận Ông Thành mới trở nên phổ biến hơn. Chỉ là một trận đụng độ đầy bất ngờ, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, nhưng quân ta đã khiến Mỹ phải khiếp sợ với khả năng tác chiến thần sầu của mình. Trung đoàn Sư Tử Đen chính thức bị vặt lông, trở thành những con sư tử đột biến thật sự. 500 anh em của Ngược Dòng Lịch Sử nghe xong video thì có bình luận gì về trận đánh này không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới. Và một lần nữa, ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm ngay và luôn để ủng hộ Mr. Xuôi và đồng bọn anh em nhé. Bye bye!